Chào các bạn nhá, mình đang đi chơi. Mình hôm nay đi biển Cần Giờ. Mình đang ở khu du lịch sinh thái Vàm Sát. Cái này sáng mình chạy xe từ Sài Gòn xuống thì xuống Cần Giờ này thì cũng khá là xa đấy, 50-60 cây. Thì các bạn nếu đi từ Sài Gòn về đây nhá thì đi chơi Cần Giờ nhá. Nếu mà có thời gian thì các bạn nên ghé vào cái khu du lịch sinh thái Vàm Sát này đầu tiên, xong rồi bắt đầu mới đi xuống, đi ra biển nhá. Đi ra biển là ra huyện đảo xa xa đấy, thì ở đấy nó sẽ có nhiều cái điểm vui chơi hơn. Thì ở đây mình sẽ đi khám phá cho nó hết cái Cần Giờ này. Thì điểm du lịch đầu tiên của Cần Giờ là mình sẽ đi cái khu du lịch sinh thái Vàm Sát này nhá. Thì mình vào đây mình nói qua về cái khu du lịch này này. Đây là khu du lịch sinh thái Vàm Sát này. Thì đây là bảng giá combo dịch vụ đường bộ. Đây nhá, cái combo 1 này là 60.000, giá combo là 55.000. Thì có vé cổng, xe đưa rước đến tháp Tăng Bồng. Thì mình có hỏi rồi, cái này vé cổng với xe đưa rước này, cái tháp Tăng Bồng này chỉ là loanh quanh ở trong bên ngoài của cái khu này thôi nhá. Thì các bạn vào đây ví dụ như đến tháp Tăng Bồng là chụp hình rồi trèo lên trên tháp rồi ngắm cảnh, chút mình sẽ quay review lại cho các bạn nhá. Còn đi vào đây như này này, ví dụ cái combo 2 này là vé cổng xe đưa rước đến tham quan khu bảo tồn Tràm Chim và thác Tăng Bồng. Thì cái mùa này nhá, nó không có chim. Mình mới hỏi rồi thì cái mùa này là nó không có chim, thì mình sẽ không đi đến cái khu bảo tồn Tràm Chim, mà mình sẽ mua vé cano đi đây, đi Đầm Rơi mới cả là du thuyền câu cá sấu, à đi câu cá sấu nhá. Thì đấy, nó ở trong cái khu này ấy, thì nó chỉ có mấy cái là Tràm Chim này, cá sấu với cả là Đầm Rơi thôi. Ba cái đấy gọi là tham quan là của cái khu này là chính đấy. Thì mình sẽ đi Đầm Rơi và cá sấu. Còn bây giờ mình sẽ mua vé là 60.000 để mình đi vào cổng rồi review sơ sơ cái khu này ở trong này nhá. Xong bắt đầu là sẽ lên tàu để đi ra Đầm Rơi với cả là cá sấu. Thì là cái khu này nó chỉ có như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Vé là 60.000 một người. Đó. Rồi, ok. Rồi, sau khi mua vé xong thì sẽ có xe rước các bạn nhá. Nhìn như xe điện, xe chạy bằng cơm. Lỗi, xe chạy bằng dầu nha các bạn. Xe này chạy trong khu du lịch này thôi. Sẽ rước các bạn ngay từ ngoài cổng. Giờ mình sẽ đi vô trong nhá. Rồi, sau một hồi đi xe điện này, mình đã vào được cái khu du lịch này. Thì cái khu này nó chỉ có cái tháp Tăng Bồng với cả lòng vòng ở trong này. Không biết có cái gì không. Đường đi từ ngoài cổng vào đến cái chỗ này khá là sóc nha các bạn. Mình rớt bụp cái ba lô xe đường sóc quá. Đây gọi là cái tháp Tăng Bồng này. Mình sẽ đi thử lên cái tháp Tăng Bồng này xem cái view của cái khu du lịch này nhá. Đây có bảng trò chơi dân gian chắc là từ ngày Tết. Mình sẽ đi lên đây xem nào. Đây gọi là tháp Tăng Bồng. Ôi trời ơi, khá là cao đấy các bạn. Nhưng mà đi bộ, các bạn đi chơi thì giữ sức khỏe nhá. Để đi được nhiều nơi cần phải có sức khỏe. Hôm nay đi cái khu du lịch này, lúc đầu mình cứ nghĩ là nó cũng gần gần thôi. À đi Cần Giờ mình cứ nghĩ là nó gần gần thôi.
Ai ngờ mà chạy xe cũng khá là xạo, trời ơi, gặp ngay mấy chú khỉ. Đây. Đây. Mấy chú khỉ. Ôi nó lì lắm bạn. Nè. Nó lì lắm. Các bạn cầm máy quay hay cái gì thì cẩn thận nhá, nó giật luôn á. Ôi nó cứ đi theo mình này. Ô đây. Mình sẽ đi lên tận trên đỉnh tháp xem có cái gì không. À đây. Đây, đây là khu du lịch. Đó. Đi vào đây mát lắm bạn. Không khí trong lành. Xung quanh đều là rừng cây hết. Đó. Cái con khỉ này, mày cứ đi theo tao làm gì? À. Rồi mình đã lên đến đỉnh tháp. Có cái băng ghế cho các bạn ngồi ngắm cảnh. Gió mát lắm bạn ơi. Rồi. Đây. Ồ. Xung quanh là rừng cây. Sông nước. Hả? Ồ. Cần giờ. Ôi, nhiều khỉ lắm bạn. Khỉ nó chạy lon ton ở dưới đường ấy. Tí nữa mình đi chơi khu này xong rồi mình sẽ đi qua bên đảo khỉ. Thì mình nói lại nha các bạn, đi Cần Giờ thì các bạn nên trên đường mà đi ra biển Cần Giờ thì các bạn nên ghé vào đây trước nhá. Nếu có thời gian. Các bạn nếu mà ở tỉnh khác đến du lịch Sài Gòn thì có thể là cái quỹ thời gian nó hạn hẹp, thì mình không biết là các bạn có thể đi được Cần Giờ không, nhưng nếu mà các bạn ở sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì nên đi Cần Giờ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cano để đi ra đầm rơi với cả cá sấu nhá. Còn cái khu này thì mình sẽ xem có gì không? Mình lượn một vòng xem có những cái gì nhỉ. Mình đã đến bến cano. Đây là cái cano để đưa mình ra với cả đầm rơi nha các bạn. Chỗ này nó thiên nhiên lắm. Đây là sông Vàm Sác. Cái này cũng là một gợi ý du lịch trong ngày ok đấy các bạn. Đó. Rồi các bạn chơi đây xíu rồi bắt đầu quay về biển 30 tháng 4 rồi chơi lúc nữa rồi đi quay trở lại Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ đi lên cano nhá. Ô cano đi nhanh lắm các bạn. Các bạn lên cano sẽ được phát áo phao nhá. Mặc áo phao. Xong rồi ngắm cảnh tuyệt vời. Sau khoảng 10-15 phút đi cano là mình đã đến đầm rơi. Đây gọi là đầm rơi nhưng mà mình cũng chưa biết đầm rơi nó có cái gì. Rồi. Rồi. Sau khoảng 10 phút đi cano thì mình đã đến đầm rơi.
hay gọi là khu bảo tồn rơi nghệ đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên đây để xem rơi nhá. Đi lên đây có cái cầu khá trung trinh và trong chành. Đây, đây, đây gọi là khu bảo tồn rơi nghệ. Đó. Rơi chưa, con rơi thật đấy anh. Rơi thật đấy chứ. Bây giờ đi vô trong hả chú? Dạ. Rồi. Alo. Ồ. Con đường này bằng đá, lát đá. Úi trời, con gì kêu vậy? Con chim. Mình nhìn thấy nó nhưng mà nếu mà đưa máy quay lên chắc không tới đâu. Đây. Anh ơi, mình đi đường này vào à anh? Đi đường bên kia. À, đường bên này ạ? Dạ. Khá là lòng vòng nha các bạn. Đây nó như rừng gì ta? Nước à? Đây. Có con cua con gì ấy. Cái này chắc người ta quay vào, người ta nuôi tôm nuôi cá. Bao giờ ta nhậu thì ra vớt lên lắm rồi. Rồi. Mình sẽ tiếp tục đi vào đây. Ơ chú ơi. Bây giờ mình đi đầm rơi là đi lên cái thuyền này đấy hả chú? À, đây đây các bạn. Chưa tới đầm rơi đâu. Đây. Bây giờ mình sẽ phải ngồi lên cái thuyền này, xong rồi chắc là chú đưa mình ra đầm rơi nha các bạn. Cái thuyền này đây, cái thuyền nó như này đây. Đấy, mình sẽ lên thuyền và đi ra đầm rơi. Rồi, để mình lên thuyền đã nhá. Cái này khá là trồng chành, nguy hiểm. Các bạn để ý nhá. Đi ở đây nó là sông nước thì nếu có em nhỏ thì các bạn phải để ý các bạn nhỏ nhá. Đấy, bây giờ là đi cái thuyền này. Có cô khách đi cùng mình nói như đi Cà Mau. Mình cũng chưa được đi Cà Mau lần nào, khi nào sẽ có những cái video về Cà Mau cho các bạn nhá. Bây giờ thì chơi ở Sài Gòn đã. Đó. Đầm rơi. Thích thật đấy cô. Cái này đi mới gọi là đi ấy này cô. Về với thiên nhiên. Đó. Vâng. Này. Sao phải giữ cái này, cái đường mà lại ấy nữa nha, mà đừng có là làm cái này bây giờ giữ rồi đấy cô. Cái này, cái này nó cái gì vùng đệm của khu bảo tồn ấy rồi đó. Đây là khu bảo tồn rồi. Vâng. Không được phá đâu. Cái này phải giữ lại cho con cháu đời sau. Cô nói là tuyệt vời. Còn nè. Ôi trời ơi. Này nhưng mà đó là toàn là giữ nước mà. Vâng. Ở đây là cây bần. Cây bần, cây nước. Đây là cây nước, còn ở dưới miền Tây toàn cây bần không ấy. Bần với mắm. Vâng. Với giữ nước. Ở Bến Tre có giữ nước. Đã lắm các bạn ơi. Đi vào đây nó mát mà nó rất là thiên nhiên, tự nhiên. Ồ. Thích thật đấy. Có hay. Cô chú còn đi về dưới biển nữa không? Đi đến Cần Giờ nữa. Đến Cần Giờ nữa đúng không? Này nếu mà để đi hết chắc cũng phải 2 ngày quá. Nhiều lắm. Còn đi trong ngày cũng được. Và đi trong ngày thì cũng được thôi, nhưng mà chắc không thể hết được. Ủa đây này, nhưng mà nó cạn nhè này. Mùa này có vẻ như là nước nó bị cạn rồi các bạn. Thì trước mình đi chầm chim khác. Đó. Tức là cái đường khác. Đường khác chứ ngoài đấy. Nay con hỏi là chầm chim mùa này không có chim. Đúng rồi. Đúng. Lên cái chỗ mà nó có cái chòi chầm vâng. Chim á, nhưng mà bây giờ đâu chim không có. Chim không có. Mùa mưa mới có. Đẹp lắm bạn. Mát, gió tự nhiên.
mát. Được rồi, ok, để mình ngồi xíu nữa đến cái chỗ khu vực có rơi mình sẽ lại tiếp tục nhá. Mình thấy một chú cò. Có một chú cò đang đi kiếm ăn ở đây. Còn chưa thấy rơi đâu. Cái này rơi nghệ. Ô, đây có con chim này bạn ơi này. Ôi trời. Nè, con chim gì ấy? Thôi nó bay mất tiêu rồi. Cồng cọc. Chú nói là con cồng cọc. Con kia là con cò. Đó, con cò nó bay. Đó. Tiếc là mùa này chằm chim không có chim. Thích lắm. Rừng đước đây, cái này gọi là cây đước nha các bạn. Chú lái đò chú vừa nói mình là cái rừng này là toàn bộ, gần như là toàn bộ là đước ở đây là đã được trồng lại nhá. Đó, ngày xưa là bộ đội ta đóng quân ở trong này. Đó, ở trong những cái khu như này. Đó, xíu nữa nếu mà đi đảo khỉ thì mình sẽ đi cái căn cứ bộ đội đặc công, cái gì rừng xác chứ cái gì. Đó, mình không biết, mình sẽ review những cái đấy cho các bạn coi. Ô đây, xin giữ im lặng ở chắc đến đấy à chú. Ôi trời, quay về hả? Mình nhìn thẳng vô trong trước mặt mình đó, cách cỡ 20 mét, giữa thân cây cỡ lên ngọn, xong con dơ cho bác ơi. À, 20 mét trên cây. 20 mét. Chú nói là 20 mét. Nhìn thẳng lên trên cao. Nhìn thẳng lên trên cao ấy, 20 mét thì mới thấy rơi. Chắc phải nói ban quản lý nó dán thêm vài cái ảnh lên đi. Ông ạ, chú nhìn chả thấy con nào. Cái này là đố anh kiếm được em. phải dán vài cái ảnh. Không phải có ông nhòm. Chú anh đi đầm rơi là chỉ được đi ngồi trên thuyền này xong anh ngắm rơi thôi hả chú? Đầm rơi là cái đầm vừa rồi ấy. À, mình thấy cái đen đen mình tưởng tượng là cũng như cái trái gì đó, cái cây gì đó. Đúng rồi. Là thật chất là dơ đó. À, đấy. Cây giữa lá. Đấy, những cái mẫu đen đen này. Cái này xạo cái cây. Thì đã bảo là tưởng tượng mà lại. Thôi, ông cứ tả đi, ông cứ tả. Thấy cây đước thì chú Phật mình có cây đước có chú eo. Ở đây trước mặt đây nhá. Cây đước nào chú? Sau lưng cây đước ở bên chỗ bên đây. Bên này hả? Bên này. À rồi, con thấy rồi. Cái chữ V kia đúng không? Ồ, rơi đâu, còn rơi đâu. Đấy, con rơi bay đó. Ồ, rơi bay đấy, ồ. Đấy, đây, đây, đúng rồi. Ồ, à, kia, cái chú ấy, đây này. Đây, 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 chú ra đây này. Nhiều lắm, nó treo nhiều lắm kia kìa. À, hóa ra là như thế. Nó treo kia kìa, đen đen kia kìa. Ồ, đấy, đấy, đấy. Ồ, nó treo trên cây, nó treo ngược xuống á. Rồi. Kia có con kìa. Đó, đúng rồi. Nó phía đằng này này. Nó xa đấy. À, tút. Không phải, tại ở đây chắc có tiếng nói. Trong này thì có cái cây gì cho nó sơi, nó bay đi. Xong nó đi ăn ở chỗ khác. Đêm chỗ khác. À, rơi nó đêm nó mới đi ăn mà. Đúng không? Đấy đấy, nó bay kìa, nó bay kìa. Đó. Ờ, kia kìa. Nhiều đấy. Nhiều đấy, nhưng mà nó ở phía bên phải. Nó xa quá. Đúng rồi, kìa. Đúng rồi. Cái từ mình nhìn thấy, chứ còn mới vô lạ mắt còn chưa thấy. À, thấy rồi bạn ạ. Ủa, con này sao nó bự với ta? Giống như con quả. To thật đấy. Nó, cái này là nó nhỏ hơn con dưa quả, con sắp căng thôi. Nhìn này là dưa nghệ. Cái này gọi là dưa nghệ hả chú? Dưa rơi, chắc chắn nhỉ? Dưa quả đông, to con. Dưa quả nó con từ 1 ký đến 1 ký 2. Ui trời ơi. Ồ, con rơi này chú nói là nó nửa kilo nhá bạn. Nhìn to lắm bạn. Đó, chỉ nhỏ hơn rơi quạ thôi. Rơi quạ là chú nói là tầm ký đến ký 2. Nhưng mà Sóc Trăng nó cũng chén nhiều lắm rồi. Nó ăn luôn rơi hả chú? Ồ, trời ơi. Nó bắt nó ăn nhiều. Ồ, thế hả? Mùi thật rơi ngon lắm. Thế hả? Ồ. Nó sơi nhiều, bây giờ vãn nhiều. Đấy, đây này.
Các bạn đi đầm rơi là ngồi ở trên cái tàu này, xong rồi là ngồi trên cái thuyền này bắt đầu là ngắm nhá. Nhìn lên ngọn cây khoảng 20 mét. Đó, chú hướng dẫn thế. Cắt nó sáng vô trong cái đầm. Dính vô cái khu bảo tồn. Cho nên anh em mình dễ giữ, không cho người dân đây vô quậy phá, thành ra yên tĩnh nó ở ngay trên 20 năm rồi. À. Cái này nó nằm trong khu bảo tồn rồi đúng không chú? Ở đây là khu bảo tồn. À. Nói cho mình bảo tồn nó tại chỗ đây thôi cô bác. Còn qua quá trình nó đi ăn á thì là vườn nó cũng bảo vệ cây trái thì nó cũng mắc lưới. À, cũng dính. Đúng là vườn người ta ăn thì... Sau một hồi ngắm rơi thì bây giờ mình sẽ đi quay ra thì cái video đầu tiên về không cho động cơ vào đâu. Cần Giờ này thì mình xin tạm dừng ở đây nhá. Cái Cần Giờ này thì nó khá là nhiều điểm vui chơi các bạn, nếu mà để đi mà tham quan một cách mà kỹ càng mà tận hưởng thì các bạn phải đi khoảng 2 ngày. Còn đi trong ngày thì gọi là sơ sơ thôi, rồi thì thưởng thức hải sản nữa các kiểu nữa. Thì cái video đầu tiên về Cần Giờ là video về đầm rơi hay là khu bảo tồn rơi nghệ thì mình xin tạm dừng ở đây nhá. Mình xin nói lại các bạn mua vé combo mất 250 là bao gồm cả vé vào cổng dành cho một người nhá, đi theo đoàn nó sẽ có cái giảm giá thì các bạn sẽ đi vào cái khu này. Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp tục những cái điểm tiếp theo của Cần Giờ nhá. Video đầu tiên thì mình xin tạm dừng ở đây nha. Bye bye.